Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo đồng hồ bấm giờ trong trò chơi hái táo. Đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách tạo đồng hồ khác nhau. Thứ nhất là tạo đồng hồ bấm giờ mà đường vòng tròn nó không quay. Cái cách thứ hai là tạo đồng hồ bấm giờ mà khi mà chúng ta bấm chạy thì cái đường vòng tròn nó cũng chạy theo cái giây ta hiển thị lên đây. Ví dụ như này. Đây là cái cách thứ nhất này. Số dây chạy nhưng mà gì? Đồng hồ đó vẫn đứng nguyên. Thế đây cách bấm giờ thứ hai này. Đấy. Dây chạy và đồng thời cái vòng quay của đồng hồ này nó cũng chạy theo. Tương ứng với hai cái đồng hồ này là hai cách làm khác nhau. Tùy theo các bạn thích cái kiểu là nó dễ hoặc cái kiểu là nó đẹp thì các bạn áp dụng bấm giờ vào trong cái trò chơi của mình. Đó. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đồng hồ thứ nhất, tức là bấm giờ chỉ dây chạy thôi mà vòng tròn nó đứng im, đúng không? Đây là cái bài hôm trước mình đang làm dở đây. Cái tạo đồng hồ này, thứ nhất là các bạn tạo sang một cái slide mới. Sau đó, sau khi tạo xong thì sẽ copy lên cái slide mà có cái trò chơi hai táo. Hai cái này không cần đến thì mình có thể xóa nó đi. Đó. Đầu tiên các bạn chèn cho mình một cái vòng tròn. Tròn vào. Các bạn giữ phím Shift để vẽ được hình cái tròn. Sau đó các bạn chèn cho mình một cái nút hình oval là hình này đây. Đấy, đây các bạn viết chữ ở đây, kích chuột phải vào cái ô muốn viết chữ các bạn viết exit. Đây các bạn ghi là bấm giờ. Rồi bây giờ mình sẽ thiết kế các số từ 10 đến 0. Các bạn tạo tiếp cho mình. Acid 10. Xịt cái chữ này cho to lên. Rồi chúng ta copy hoặc giữ Ctrl để chúng ta nhân bản nhiều bản khác nhau.
Đấy, chúng ta nhân vào nó thành 10 bảng như này. Sau đó chúng ta vôi đen toàn bộ nó thành này. Chúng ta áp dụng tạo hiệu ứng. Ở đây khi tạo hiệu ứng cho nó, chúng ta reset lại nha. Vô lên tất cả nhé. Tạo hiệu ứng thì như thế nào? Các bạn tạo hiệu ứng này, xong các bạn chọn, đúng không? Kích chọn. Đấy, cái thằng start after preferred này tức là xuất hiện sau cái đối tượng xuất hiện đầu tiên, nó có ba thằng này, tức là start on click là cái đối tượng xuất hiện khi chúng ta kích click. Start with preferred này là đối tượng xuất hiện khi cái slide xuất hiện, tức là khi slide trình chiếu thì đồng thời đối tượng xuất hiện. Còn cái start after preferred là xuất hiện sau cái đối tượng trước đó. Đó. Thì vậy là chúng ta muốn hiển thị 10, 10 biến mất sau đó đến 9, đúng không? 10 này. Đây. 9 8 thì chúng ta chọn cái start after với xuất hiện sau cái đối tượng trước. 10 xong 9 8 1 chúng ta chọn, nó sẽ chọn đối tượng này. Đấy. Sau khi chúng ta áp dụng hiệu ứng cho 10 cái tép bút này, đúng không? Cho 10 cái hộp, 10 hộp đếm này và chọn cái start after preferred. Rồi, chúng ta sẽ căn chỉnh nó vào cái giữa cái hình tròn này, đúng không? Chúng ta bôi đen rồi chúng ta để nguyên như thế. Chúng ta vào cái format Berlin này, chúng ta căn chỉnh cho trùng khít với nhau được. Và đặt nó vào trong cái hình tròn này, cái bấm giờ, đúng không? Cái này chạy khi tôi kích vào nút bấm giờ, tôi kích vào nút bấm giờ, đúng không? Vậy thì bấm giờ này là một đối tượng trigger, đúng không? Cái này xuất hiện, các bạn mình để chọn cái đầu tiên và giữ phím shift chọn cái cuối cùng để chúng ta áp dụng cho tất cả các hộp ô của chúng ta, đúng không? Xuất hiện khi kích vào cái nút bấm giờ, đúng không? Và chúng ta áp dụng cái âm thanh sau đó thì chúng ta kích vào cái nút F này, âm thanh này sao là chúng ta kích xuống chọn cái click click đấy. Hoặc chúng ta có thể chọn cái âm thanh ở ngoài, đúng không? Chúng ta chèn cái file ngoài vào, ngoài là chúng ta chọn cái auto sound, là chúng ta tìm đến file âm thanh. Nhớ được file âm thanh ở trong trường hợp này phải có đuôi là WAV. Các bạn có thể tải âm thanh ở trên mạng về. Thường âm thanh trên mạng là nó có đuôi MP3 thì chúng ta phải convert sang cái đuôi WAV này, đúng không? Và chúng ta chèn nó vào. Khi chúng ta convert sang cái đuôi convert này và chúng ta chèn cái dạng sao cho nó như này thì cái âm thanh nó được nhúng vào trong cái bao và chúng ta copy đi ra chỗ khác thì chúng ta không cần phải copy cái âm thanh theo. Còn trường hợp mà chúng ta chèn, tức là chèn âm thoại và chèn tiếng vào cái kiểu file MP3 thì khi chúng ta mang đi chỗ khác thì chúng ta phải copy cả cái file MP3 đấy đi cùng, đúng không? Giống như chúng ta chèn file âm thanh, chèn hình
nhấn file video thì chúng bắt một cái video cái âm thanh đấy khi mà chúng ta ba chỗ khác chúng ta phải cóp theo. Còn khi chúng ta nhúng dàn cái kiểu sao cho nó như này, action cho nó như này thì chúng ta nó đã nhúng vào cái PowerPoint là chúng ta không cần phải cóp đi theo nữa. Nhưng mà trường hợp đấy thì cái file của chúng ta phải chuyển về cái đuôi VDOOC AV thì chúng ta mới nhúng được kiểu như thế. Và chúng ta áp dụng cái âm thanh là click cho tất cả các gì các hộp textbook của chúng ta, tức là cái hình vẽ ảnh nhật chúng ta vẽ liền ra từ 1 đến 0 ấy, rồi chúng ta click OK. Đây khi click vào nút bấm giờ đúng không thì nó xuất hiện là chúng ta chạy thử nhé. Chưa, nó chưa chạy đúng không? Vậy thì chúng ta phải thiết lập cái khoảng thời gian delay cho nó. Này, tại vì nó là chúng ta để nó là không, chúng ta thiết lập thời gian delay là 1 đi. Là OK. Và chúng ta chạy nha. OK, đúng không? Xong. Giờ chúng ta đặt cái này lên đây. Đấy. Đặt cái bấm giờ lên trên cái hình này. Và chúng ta bôi cho tất cả chúng ta chuyển cái màu, đúng không? Cái màu mà chúng ta thích. Đấy. Giờ cái text chữ, đúng không? Cái chữ này thì các bạn đây, tôi chọn cái chữ đây. Màu trắng, màu đen, màu là phù hợp và chọn nhiều màu nữa các bạn click vào đây, chúng ta chọn màu nữa này, click vào chúng ta ấn OK, đấy, và thu nhỏ nó lại, đúng không? Chúng ta bấm shift cho lựa chọn, hơi lệch, đúng không? Thì chỉnh cái hình tròn này. Đấy, cho nó dễ. À, nó chạy. OK. Như vậy các bạn đã làm xong được cái kiểu bấm giờ thứ nhất, tức là đồng hình tròn nó không quay, đúng không? Còn sang cái kiểu thứ hai. Đây, cái kiểu thứ hai. À, cái kiểu này đấy không nó quay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái kiểu thứ hai nào. Kiểu thứ hai thì tôi cho sang cái slide thứ hai. Tại sao các bạn để cho sang cái slide? Tại vì khi mà chúng ta làm nó ở chung một cái slide thì nó rất nhiều các hiệu ứng trigger ở đây, chúng ta rất là khó nhìn đúng không? Và chúng ta làm xong sang cái thứ hai này là chúng ta copy nó lên Ctrl C. Đúng không? Chúng ta copy lên đây, Ctrl V. Chúng ta lôi vào một góc ở đấy. Đấy. Đây. Đây. Sang cái kiểu đồng hồ thứ hai này. Hết nó đi. Thì không cần thiết. Đây chúng ta cũng vẽ đường tròn. Ta dựng một xíu cho nó là thứ nhất này. Ta cho đây là màu vàng này. Còn tiếp tục vẽ đường tròn thứ hai. Chỉnh sao cho nó hợp lý. Đường tròn thứ hai này cho lại màu trắng đi.
Viền màu trắng và viền màu trắng. Được. Hai cái đường tròn ạ, thiết kế một cái nút bấm, nó bấm bấm giờ đúng không? Chèn thêm một cái này vào đi. Này, để xin. Bây giờ tạo hiệu ứng cho hạt nhân tròn này. Đấy, hiệu ứng này. Chúng ta nhớ là vào cái ai mà chưa có hộp thoại animation này, chúng ta click vào nhé. Animation này, caption này, nó ra phải. Đây, cô sẽ chọn hiệu ứng. Để vào cái đầu tiên này, chọn hiệu ứng quay vòng. Hiệu ứng này hiệu ứng quay vòng, một quay là quay vòng. Đấy, các bạn nhìn thấy nó quay vòng chưa? Và đây trên này start này, đúng không? Bắt đầu khi nào, đúng không? Bắt đầu khi chúng ta chạy, đúng không? Bắt đầu khi kích này, on kích là khi được on click vào, đúng không? Hay là bắt đầu khi chúng ta bị chạy slide, nó cũng hiển thị lên luôn. Hoặc là bắt đầu sau một cái đối tượng nào đấy, đúng không? With reverse là bắt đầu cùng với cái slide chạy thì nó cũng được. Còn cái này là khi khi tôi kích thì cái vòng tròn nó mới chạy. Còn after là sau một cái đối tượng nào đấy. Được chưa? Liệu cô chọn tạm cái này đi. Và đây là cái số, số 4 đây này. 4 là cái gì? Là số lần chia cái vòng tròn nó ra làm 4. Thì tôi không chia làm 4 mà là 1 thôi. Đấy. 1. Được chưa? Rồi, bây giờ cái đối tượng nào chạy thử này. Đồng tròn nó vừa cái hai đồng tròn nó không xuất hiện khi chúng ta thì bấm vào nút bấm giờ. Đấy, thì nó xuất hiện đúng không? Nhưng mà chúng ta chưa tạo cái single cho nó đúng không? Bây giờ khi mà tôi on, tại vì chúng ta đang sử dụng cái sự kiện on kick này, chúng ta không kích vào nút bấm giờ thì nó cũng sẽ xuất hiện đúng chưa? Tại vì chúng ta đang cái sử dụng cái đối tượng gì? On click. Giờ tôi sử dụng cái đối tượng này. Các bạn nhìn này. Đấy, sẽ xuất hiện. Đúng không? Đấy, còn cái đấy các bạn lưu ý nhá, các bạn thực hành từng cái một để cho chúng ta biết là on click à, click không click vào bốn bấm giờ sẽ tiếp được xuất hiện khi click. Đó. Giờ quyết này là xuất hiện cùng với cái slide xuất hiện luôn. Đấy. Được chưa? Còn cái after này là xuất hiện sau cái đối tượng trước đó. Đấy, nhưng mà tại vì chưa có đối tượng nào cho nên nó sẽ xuất hiện luôn, đúng không? Đấy, sau rồi bây giờ chúng ta sẽ nó quay khi chúng ta kích vào cái nút gì bấm giờ. Vậy thì hai thằng này chúng ta giữ phím shift này, chúng ta tiếp theo đúng không? Và cái này cũng được. Đó. Quay khi tôi kích nút bấm giờ. Ok. Được chưa? Vậy này. Không, chạy nha. Bây giờ thì cả hai năm vòng tròn nó quay, bây giờ không muốn cho vòng tròn ở ngoài quay, đúng không? Chỉ cho vòng tròn trong quay thôi. Remove cái này đi. Ok, được chưa? Bây giờ là chúng ta thiết kế các textbook không để cho nó chạy. Đây thì thiết kế 5 cái textbook thôi. Chúng ta chèn textbook vào 5. Các bạn sau khi thiết kế textbook xong, chúng ta áp dụng hiệu ứng cho nó. À, cái hiệu ứng này thì phải để trong kéo giữ chuột kéo xuống để trong nút bấm giờ, đúng không? Tự tin trên nút bấm giờ và gì xuất hiện start with cùng với cái
Thời giờ này đúng không? Sau khi xuất hiện đúng không? Xong thì nó phải biến mất để cho cái textbook thứ 5 à, thứ 4 xuất hiện. Để cái số 4 xuất hiện, chúng ta kích vào đối tượng và chọn cái hiệu ứng biến mất. Ứng biến mất. Giờ vào hiệu ứng biến mất này, chúng ta kéo xuống. Sau khi xuất hiện thì phải biến mất, và tương tự chúng ta cũng start with xuất hiện của biến mất này. Cái này các bạn nhìn nhá. Đây, thời gian này. Đó. Ok. Thì sau khi xuất hiện cái này xuất hiện, chúng ta kích vào đây này thì chỉnh cái thời gian này là gì? Một, tức là nó hiển thị 1 giây rồi nó sẽ biến mất. Ok nha các bạn. Nào các bạn thử này. Biến mất, được chưa? Rồi chúng ta copy cái này thành 4 cái. Nó có đếm từ 5 đúng không? Thì chúng ta copy thành 4, C, V. Sửa này thành 4. V lần nữa. Sửa này thành 3. V. Sửa này thành 2. 1. Không. Nếu là 10 thì các bạn sẽ từ 10 trở xuống. Đây tôi thiết kế từ 5 thôi. Sau khi đã copy xong rồi đúng không? Đây các bạn copy này, nó sẽ ở trên đây. Các bạn giữ kích chuột vào cái nút đầu thằng đầu tiên này đúng không? Từ thằng thứ tư này, tại vì nó chưa ở trong cái trigger lúc bấm giờ, nó sẽ ở ngoài vậy. Tôi muốn khi kích cái bấm giờ thì cái này phải kéo xuống cái phần trigger bấm giờ này đúng không? Chúng ta giữ phím, kích vào thằng đầu tiên, giữ phím shift, kích vào thằng cuối cùng để chọn hết và kéo nó xuống bên dưới cái thằng thứ 5 này, kéo ra xuống đây. Ok nhìn. Và đây xuất hiện ở phút đầu tiên đúng không? Không, ít đây là không này. 1 giây sau thì sẽ biến mất đúng không? Thì cái này là bắt đầu là một giây sau cái ô thứ 5, số thứ 5 biến mất thì đồng thời số thứ gì 4 xuất hiện này, đồng thời thứ 4 xuất hiện, số 4 xuất hiện xong đúng không? Xuất hiện ở 1 giây, 1 giây sẽ biến mất, thì cái biến mất của số 4 này, cái phần delay này chúng ta sẽ sửa thành là 2, được chưa? Ok. Cái thằng thứ ba này, thằng thứ 4 biến mất đúng không? Số 4 mất thì số 3, đồng thời số 3 sẽ xuất hiện đúng không? Thì nó phải trùng. Đấy, số 3 xuất hiện. Ok. Được. Số 3 xuất hiện 1 giây thì sẽ biến mất, thì cái biến mất của cái này phải là thứ 4. Các bạn lưu ý nhá. Này. Thứ 5 bắt đầu xuất hiện đúng không? Xuất hiện được 1 giây thì biến mất, thì cái này là không. Sau 1 giây thì cái này phải là gì? Thời gian của nó đi đây là phải là 1 giây biến mất đúng không? Cái này biến mất đồng thời cái ở cái 1 giây đấy, cái số 4 phải xuất hiện. À, 4 xuất hiện. Và số 4 biến mất sau 1 giây thì xuất hiện ở sau 1 giây thì cái này phải là gì? Thứ hai đúng không? Thứ hai này. Cái thứ 4 biến mất thì đồng thời cái thứ ba, số thứ ba xuất hiện đúng không? Số thứ ba xuất hiện thì nếu mà cái này là thứ hai thân minh này, thứ hai này, thì cái xuất hiện của cái này cũng ở phút thứ thứ hai. Ok đúng không? Cái số 3 xuất hiện tức là đứng 1 giây, sau 1 giây nó sẽ biến mất, thì cái này phải là thứ thứ tư đúng không? Cái số 3 biến mất thì đồng thời số 2 xuất hiện. Số 3 này xuất hiện biến mất. Cái thời gian delay biến mất của số 3 trùng với cái gì xuất hiện của số 2, thì delay biến mất của số 3 là 4. Thì số 2 xuất hiện cũng ở phút thứ 4. Bắt đầu xuất hiện trùng nhau. Và sau 1 phút thì nó biến mất, thì cái phần biến mất của cái số thứ 2 phải là gì? 5. Được chưa? Tương tự cái 1 cũng thế.
Wow. Xuất hiện cùng với biến mất của cái hai. Ok, thì cái biến mất của nó phải tăng thêm một, tại vì nó ngừng một giây thì nó phải thứ 6. Ok, đồng thời nó biến mất thì cái số 0 là xuất hiện ở phút thứ 6. Ok, thì cái 0 không muốn nó biến mất nữa thì chúng ta muốn giữ nguyên số 0 đấy, chúng ta kích vào đây, chúng ta remove này đấy. Được. Rồi chúng ta bôi đen một toàn bộ, tương tự như cái phần kia, chúng ta vào cái center này và cái top cho chùm nhau, nó kéo to to ra một chút, cho chữ to lên. Ok, chúng ta nhấp vào đây và cái bấm giờ này chúng ta để nhấp vào đây. Và chúng ta định dạng cho nó giống cái màu à, chữ tôi chọn chữ tuần này đi, hình này màu, màu trắng không, màu trắng và viền cũng màu trắng. Về về chúng ta chạy thử nhá, bấm giờ. Ok, chỉnh cái này cho nó. Chỉnh bấm giờ này. Đây sẽ quay lại cái bấm giờ này nha. Hay bấm giờ đúng không? Nó thể nó sẽ đè lên số 0, cho số 0 phải biến mất để cái bấm giờ đấy để xuất hiện đúng không? Thì cái trigger của số 0 này, các bạn chọn số 0 này, hát nó để cho nó biến mất đi. Có lẽ mình xóa nó đi. Bây giờ các bạn đừng xóa đi, để nguyên. Được. Các bạn thấy số 0 mà biến mất cái lúc cuối cùng, các bạn đừng xóa đi nhé, các bạn để nguyên như thế. Rồi này sẽ biến mất ở phút thứ 7. Phút thứ 7. Ok. Và cái bấm giờ này, đúng không? Bấm giờ này chúng ta áp dụng cho nó, còn để cho nó xuất hiện. Nào, kéo xuống vào phần trigger rơi. Kéo đấy. Này xuống đây. Ừ. À, chọn Start with. Cái này cũng xuất hiện, đây là biến mất ở phút thứ 7 đúng không? Thì cái thằng này xuất hiện ở phút thứ 7. Ok, và ở đây chúng ta có thể hoàn toàn đè nó lên đây đấy, và chúng ta chỉnh sửa đấy, cho nó ra giữa. Giờ cái hình này. Giờ chúng ta chạy nha. Được rồi. Thì bấm giờ này đúng không? Cho nó xuất hiện đầu tiên nữa đúng không? À, bấm giờ xuất hiện. Cho nó xuất hiện đầu tiên nữa. Rồi các bạn chuyển cái cuối cùng này là thành on click này. Khi tôi kích vào cái nút bấm giờ đúng không, thì cái bấm giờ phải biến mất. À. Các bạn chỉnh sửa nha, thêm một cái bấm giờ cho nó. Nó nằm trong cái sự kiện này,
Đấy, biến mất, nếu không biến mất thì bấm giờ là phải xuất hiện. Ok. Các bạn xem lại xem cái tốc độ của nó nha. Ok, người ta sẽ thử nào. Cái quay đúng không? Chúng ta cái hiệu ứng quay này, chúng ta đếm từ 5 đúng không? Thì chúng ta phải cho nó lặp lại này. Lặp lại, nếu mà 10 chúng ta thiết lập từ 0, từ 10 đến 0, từ 0 đến 10 chúng ta chọn 10 để thiết lập, chúng ta chọn lặp lặp lại này. Và cái ít nó hiển thị là 1 phút này. Ok. Cái bấm giờ này thì background các bạn. Cho nó là màu màu trắng. Ok, như vậy là chúng ta đã xong cái thiết kế bấm giờ theo hai kiểu đúng không? Một là có vòng tròn xoay, hai là không có vòng tròn xoay. Đấy. Và cái tương tự cái này các bạn có thể dán âm thanh vào nhé. Dán âm thanh vào. Kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.